Hello anh em nha, bây giờ em xin phép review ác quận 12 Tý Điệu, bang chủ bang quê. Một trong ác Ngami đồ kinh khủng nhất ở server hiện tại bây giờ anh em. Đầu tiên là một cái kiếm nô 1 server, top 20 sát thương vật lý ngoại công 35 điểm, cũng như là phần trăm là 7% nha anh em. Một cái lón kháng lôi 29, sinh lực 32, quá ngon. Một cái dây chuyền thổ kháng tất cả 10, sinh lực 69, kháng băng 5, cũng như là trúng độc 20. Một cái áo thổ thời gian phục hồi 40, sinh lực 111, kháng băng 3. Quá đẹp. Một cái đai lưng hỏa phòng thủ 7, làm chậm 30, nội lực 42, sinh lực 12, ok luôn. Mà những cái đai này đi solo thì không còn gì phải nghĩ rồi. Một cái nhẫn làm chậm 30, sinh lực 106. Một cái bao tay hỏa làm chậm 30, sinh lực 132, phòng thủ vật lý 3 và nội lực 77. Ngon nhờ. Một ngọc bội kháng lôi 24, nội lực 59. Một cái nhẫn mộc nô 1 server, sinh lực nội lực 11x, kháng lôi 24 luôn. Ma nó gắt, đồ gắt thật đấy. Một cái giày tốc độ di chuyển 40, kháng lôi 23 và nội lực 44. Trời ơi, sao nó có một cái Agami đồ đẹp đến như thế này nhỏ. Vai cả nhái ạ, đồ đẹp thật sự luôn anh em. Một cái Agami đồ đẹp thật sự luôn canh ạ. Không ngờ luôn đấy canh ơi. Làm chậm thì được 90 làm chậm. Cả mặt lạ nữa là 100 làm chậm. Trời ơi, mắc thanh âm nữa, 120 làm chậm, con Gami kinh khủng, đồ phòng thủ vật lý. Được 10 điểm phòng thủ vật lý, 10 với dây chuyền 20, 10 nữa là 20 phòng thủ vật lý anh em. 20 với 10 là 30 phòng thủ vật lý. Má ơi, bảo sao nó không khỏe. Một con Gami kinh khủng khiếp. Một con chiếu dạ vĩnh viễn đấy chứ. Đây là bang chủ bang P nha anh em. Quận 12 Tý Điệu anh em. Một lần nữa chơi, anh em mình cũng soi xét lại đồ thuần năm hành này. Vũ khí kim, thổ thổ, hỏa hỏa, mộc. Nếu mà mộc này thì lại không kích để làm chậm. Em xin lỗi nhá, phân tích lại tí. Nếu mà đeo ngọc bội mộc thôi và giờ mà bao tay hỏa thì sẽ không kích được làm chậm này, thì tính ra chỉ có được 30 60 làm chậm thôi anh em, 60 làm chậm, 70 làm chậm thôi, cả mặt lạ là 70 làm chậm thôi. Bởi vì không không có món mộc thứ hai để kích dòng ẩn 2. Và làm chậm này, làm chậm này thì kích được, cái này thì làm chậm phòng thủ thì kích được bởi vì hai món này. Khá là ok rồi, như thế em thấy vẫn là ok nha anh em nhé. Một lần nữa em cảm ơn tất cả anh em đã qua, đã bớt chút thời gian xem video clip này. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em. Bye bye anh em.